Xin chào tất cả mọi người nha. Đang cầm trên tay để giới thiệu tới mọi người sản phẩm rất là đa năng tiện dụng, không chỉ sử dụng trong hệ thống ô tô, máy xúc, máy công trình, mà trong cả xe máy này, trong cả điện dân dụng này, và gia đình. Đó chính là cái lạp thít. Cái đai lạp thít này thì chúng ta sử dụng chính trong hệ thống điện nha anh em nhé. Đấy là sản phẩm này. Bên em có tất cả các size, nhưng mà hôm nay em tiện tắm cho khách hàng mỗi thứ 50 bịch thì em quay luôn để giới thiệu. Nhìn này, cái này là nguyên nhé, nguyên con là 250 đấy. Nhìn nhé, làm rất là chất luôn đấy, có thể nhìn thấy này. Đó. Cái túi 30 này thì nó là 500 cái. Một bao của nó tận 100 túi cơ. Anh chỉ lấy mỗi thứ 50 thôi. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. 0769086333.